Dân Quốc 28, 1939, Kỷ Mão 100 tuổi. Trong giới đàn mùa xuân, đa số các tỉnh đều bị binh biến, người đến chùa xin thọ giới càng đông. Tôi đề nghị, trong cuộc chiến chống Nhật, dân binh bị thương, tử vong rất nhiều. Đã là Phật tử, mỗi người nên phát tâm lập đàn lạy sám hối ngày hai thời, cầu cho kẻ còn người mất tiêu dứt nạn tai. Mọi người trong tỉnh cũng nên tiết giảm, nhịn bớt bữa ăn chiều để dồn lương thực phụ giúp cho quốc gia. Mọi người đều tán thán làm theo. Đại sự năm này, ngày mồng 1 tháng 9, đại chiến Âu Châu bộc phát. Đời gọi là thế giới chiến thứ hai. Dân Quốc 29, Canh Thìn 1940, 101 tuổi. Sau giới kỳ mùa xuân, Quảng Châu bị vây hãm, hai cơ quan chính quyền và dân quân đều dời về Khúc Giang. Tăng sĩ các nơi cũng đổ dồn về đây ngày một đông. Tôi bèn trùng tu chùa Đại Giám ở Khúc Giang cho làm hạ viện Nam Hoa để tiện qua lại và lo sửa chùa Nguyệt Hoa để tiếp đón chúng tăng. Dân Quốc 30, 1941, Tân Tỵ, 102 tuổi. Lo giới đàn mùa xuân xong, tôi đốc thúc hoàn thành công trình xây dựng các ngôi tự viện. Công việc 10 phần đã xong được 8-9. Tôi gom những phẩm vật đàn Việt và đệ tử biếu riêng cho mình từ suốt 2 năm qua, trị giá khoảng hơn 200.000 đồng, giao cho chính phủ tỉnh Quảng Đông dùng vào việc chẩn tế. Chẳng hề giữ riêng chút gì, bởi Khúc Giang đang thiếu lương thực, người dân bị đói rất đông. Mùa thu năm này, Khúc Giang thành lập Hội Phật giáo Quảng Đông, cử tôi làm trưởng trị sự, cư sĩ Trương Dư Khiêm làm phó. Đại sự năm này, tháng 12, chiến tranh Thái Bình Dương bộc phát, quân Nhật tấn công vây hãm Hương Cảng, Tân Gia Ba, Phi Luật Tân và Ngưỡng Quan, vân vân. Dân Quốc 31, Nhâm Ngọ 1942, 103 tuổi. Trong giới đàn mùa xuân năm này, có câu chuyện lạ về vị tăng xin thọ giới. Giám viện Quán Bổn đã ghi lại câu chuyện đó. Thường nhục cầu giới, Thích Minh Nhất ghi. Con đường dẫn vào cổng chính chùa Nam Hoa Tàu Khê, bên cạnh ao phóng sinh mới đào, có một cây chương cổ thụ long não cao chọc trời, đường kính rộng cả trường, chẳng biết đã trải qua bao năm tháng rồi. Dân chúng thường mang rượu thịt đến đây tế lễ. Mỗi năm vào tháng 2 và tháng 8, tức ngày lễ vía tổ sư, dân chúng chiếm hết bốn bên bày hàng rượu thịt. Dân làng đến dự lễ chỉ thấy cảnh cắt tiết tế thần, chẳng hề biết nơi đây là đạo tràng khai sơn của Nam Tông. Ngay từ đời Minh năm Canh Tý, niên hiệu Vạn Lịch 1573-1616, khi ngài Hám Sơn đến trụ tại Tàu Khê, đã chứng kiến cảnh mấy ông tăng phi pháp chiêu tập dân du côn bốn phương tụ hội, bài bạc, giết chóc, ăn nhậu, trai gái, nhưng không cách gì sửa đổi, cải thiện họ được. Đến năm Dân Quốc thứ 23, Giáp Tuất 1934, tướng quân Lý Hán Hồn mời Hòa Thượng Hư Vân ở Cổ Sơn đến Trùng Hưng chùa Nam Hoa. Khi sư đến, tận mắt chứng kiến cảnh bê bối, đồi trụy, hôi tanh nơi đây, ngài thề là sẽ quét sạch. Sau đó, ngài chiếu theo thanh quy, cấm không cho đem rượu thịt vào sơn môn, nghiêm dạy, khuyên săn, các người kiểm tra và xin quan địa phương ban lệnh cấm. Dưới gốc cây chương, sư cho lập một đền thờ thổ địa trấn tại đó. Phải mất mấy năm, tình hình bê bối này mới dứt, xua tan được ác phong. Năm Nhâm Ngọ 1942, trong kỳ truyền giới mùa xuân, bỗng có một hành giả đến xin thọ tỳ kheo. Hỏi tên,
ông xưng họ Trương. Hỏi quê quán thì đáp là người Khúc Giang. Hỏi tuổi thì bảo là 34. Hỏi thầy thế độ thì thưa không có. Hỏi ba y, bình bát, các thứ có đủ chưa? Ông đều đáp là không. Thấy ông ta có tâm chí thành thiết tha cầu giới, sư chấp thuận và ban pháp danh cho ông ta là Thường Nhục. Trước khi thọ giới, ông làm việc phục dịch rất siêng năng, hằng ngày sốt sắng quét dọn khắp đường đi hành lang trong chùa, không chút biến lười. Tính ông ưa im lặng, chẳng nói cười với ai. Khi vào đàn thọ giới, việc việc đều răm rắp làm theo luật. Đến lúc ba đàn truyền viên mãn, thọ giới Bồ Tát xong, thì không thấy ông đâu nữa. Cà sa, y bát, giới điệp gì, thảy đều bỏ lại giới đường. Tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy ông. Lâu ngày mọi người quên bẵng đi. Mùa xuân năm sau, Quý Mùi 1943, khi sắp mở giới đàn, Thường Nhục bỗng đến báo mộng, xin sư cho lãnh giới điệp năm rồi. Sư trách hỏi, ông trụ ở đâu? Ông ta thưa, con không có chỗ ở. Sư hỏi, vậy hiện giờ đang ngủ tại đâu? Ông đáp, con ở ké thổ địa. Khi sư thức giấc vẫn còn nhớ rất rõ. Biết là thần cây chương già đã đến cầu giới, bèn tới đền thờ thổ địa dưới gốc cây chương, thiết lập miếu thờ, đốt giới điệp gửi cho Thường Nhục rồi trở về. Từ hạ đến thu, sư sửa vô tận am cho chư ni ở. Chùa Đại Giám mới hoàn thành, công trình Nam Hoa chưa xong, mà Cổ Sơn lại có việc phải lo. Việc đời, việc đạo xảy đến tới tấp, còn thêm cảnh phi cơ Nhật bay lượn quanh Nam Hoa quấy nhiễu. Chuyện phụ ghi: Nhật dội bom, thành Huệ Châu bị vây, tòa tỉnh trưởng phải dời về Khúc Giang. Các vị chức sắc chính phủ thường đến Nam Hoa. Địch dò xét theo dõi và cho rằng các vị này mượn chùa làm chỗ hội họp. Vào một ngày tháng 7, do thấy có nhiều nhân vật đến chùa, nên 8 chiếc phi cơ của Nhật cứ lượn quanh thám thính không bỏ đi. Sư thấy vậy, bèn lệnh cho chư tăng trở về tăng đường, sắp xếp cho quan khách vào nhà tổ hết. Một mình sư lên chánh điện thắp hương ngồi tĩnh tọa. Chẳng bao lâu, phi cơ địch bay tới hạ thật thấp, rồi nhắm ngay chùa thả xuống một quả bom lớn. Thế nhưng bom lại rơi vào khu rừng ven sông nằm phía ngoài chùa, nên không ai bị thương tích gì. Còn phi cơ địch thì cứ quần tới lượn lui, rốt cuộc có 2 chiếc tông vào nhau, khiến người chết và phi cơ vỡ nát, rơi xuống vùng Mã Bá, cách chùa 40 dặm về hướng Tây. Từ đó, nếu có việc phải bay từ Nam ra Bắc, thì phi cơ Nhật cũng bay đường vòng, chứ không còn dám bay ngang chùa hay léo hánh lượn gần chùa. Tháng 11, mùa đông, ông Lâm, chủ tịch chính phủ, cùng các bộ trưởng chính phủ trung ương, phái cư sĩ Khuất Anh Quang, Trương Tử Liêm đến chùa, thỉnh tôi đến Trùng Khánh lập đàn cầu tiêu tai. Ngày mồng 6 tháng 11, tôi lên đường đến Hoành Nhạc dân hương. Tại hành dinh Quế Lâm, ông Lý Tế Thâm, chủ nhiệm việc thiết trai, phái cư sĩ Hứa Quốc Trụ đến đón. Tới Quế Lâm, tôi ở núi Nguyệt Nha, tứ chúng xin quy y. Đến Quý Châu, tôi ngủ nhờ chùa Kiềm Minh, Hòa Thượng Quảng Diệu mời tôi thượng đường khai thị. Đến Trùng Khánh, được phủ viện cùng các chùa đến đón rước, có cả Lâm chủ tịch, trưởng ban tổ chức pháp hội là Đới Công. Sau khi bàn bạc, cùng quyết định sẽ lập đàn tại 2 chùa Từ Vân và Hoa Nghiêm. Dân Quốc 32, Quý Mùi 1943, 104 tuổi. Tháng Giêng, pháp hội tiêu tai cử hành nghi thức lễ sám đến ngày 26 thì viên mãn. Lâm chủ tịch cùng các quan lớn như ông Tưởng, ông Đới, ông Hà, vân vân, chia nhau thiết trai chiêu đãi. Nhóm ông Tưởng thỉnh pháp, hỏi về các thuyết duy vật, duy tâm, về Chúa Trời và giáo lý Cơ Đốc.
Tôi biên thư giải đáp cho họ: tại các chùa Từ Vân, Hoa Nghiêm, tôi thượng đường khai thị, thì giả Duy Nhân đã ghi lại các thời pháp thoại này. Lược ghi: thư giải đáp cho ông Tưởng. Phật giáo hiện nay đã truyền khắp quốc tế, có xu hướng tiến đến một tôn giáo đại đồng duy nhất. Trong thế giới hiện có hai thuyết, duy thần và duy vật. Phủ nhận lý luân hồi quả báo, ảnh hưởng khó thể nói hết được. Phật dạy, ba cõi vũ trụ vốn không kiến lập một pháp, do chân tâm khởi vọng mà sinh ra muôn pháp. Gọi chân tâm chẳng qua vì có vọng, có vật đối đãi mà lập giả danh này, chứ thật ra gọi chân tâm cũng chẳng phải. Dụ như biển cả, tâm ví như nước, vạn pháp, vạn sự, vạn vật ví như sóng. Biển lặng thì gọi là nước, cuộn ầm ầm thì gọi là sóng. Nhưng dù tĩnh hay động, thảy đều là nước cả. Nước động dữ thì là ba đào. Vì có ba đào, nên mới nói không nổi sóng là nước tĩnh lặng. Từ căn bản, nếu không có tướng ba đào, thì giả danh sóng cũng chẳng lập, và giả danh tĩnh lặng cũng không nốt. Có lập thành chỉ là giả danh do ta và người lập nên. Phải biết vật tức là tâm, vọng tức là chân, phiền não tức bồ đề, chúng sinh tức chư Phật, vân vân. Một niệm mê thì tâm thành vật, chân thành vọng, bồ đề thành phiền não, chư Phật thành chúng sinh. Giống như nước khi giấy động ầm ầm là sóng. Một niệm giác ngộ thì vọng chẳng khác chân, phiền não chẳng khác bồ đề, chúng sinh chẳng khác chư Phật. Giống như nước không gợn sóng thì tĩnh lặng. Vì mê mà sinh khởi vật, hữu, sắc, vọng, phiền não, chúng sinh đối đãi nhau, cho nên mới có những giả danh tâm, vô, không, chân, bồ đề, chư Phật. Từ căn bản, nếu không mê thì các giả danh này chẳng lập. Gọi là duy tâm, duy vật, hữu thần, vô thần đều do thức tâm phân biệt suy diễn nên thôi. Còn nói, vậy Phật học cũng thuộc về duy tâm luận. Phật giáo tuy nói duy tâm nhưng rất khác xa duy tâm của triết học. Người theo thuyết duy tâm thì chấp, có tâm không vật. Đức Phật đã dạy, đây là chấp tâm phan duyên làm tự tính, chấp vọng tưởng sinh diệt cho là thật. Còn người theo thuyết duy vật thì chấp vật có, tâm không. Phật nói, đây là hành sự điên đảo, nhận lầm vật là mình, khư khư chấp thủ, trôi lăn trong luân hồi. Người theo duy thần phân định vật chất và thần linh, chia ra hai thế giới chẳng đồng. Phật dạy, đó là lầm cho tâm ở trong sắc thân, nhận tí tẻo bọt nước cho là toàn hồ. Những chấp trước thiên kiến này giống như kẻ nhận bóng trâu cho là trâu, hay những người dòm qua khe vách thấy được cái sừng, cái đầu hay một phần nhỏ nào đó của con trâu, đã vội cho đó là toàn thể con trâu. Ai cũng nghĩ mình phải, nhưng thực sự chẳng ai đúng cả, vì không thấy được con trâu trọn vẹn. Phật giáo thì phân đến tận nguồn, đem con trâu trắng thật sự chỉ rõ ra. Nếu nhờ chỉ mà thấy trâu, thì không ai là không thấy con trâu thật. Cho nên muốn nghiên cứu, biện biện rõ sự sai khác của các luận thuyết duy tâm duy vật mà phế bỏ lời Phật dạy thì không thể. Phật từng dạy, minh tâm tánh, có nghĩa là sáng tâm tánh, hoặc gọi là chân tâm thường trụ. Chân như giác tánh, pháp thân, thật tướng đều là tên khác của chân lý. Tánh giác thanh tịnh bản nhiên, lìa các danh tướng, không chỗ nơi thể tự giác, tự sáng là cái đức tánh sẵn có của chính mình. Dứt hết năng, sở, đối đãi, không thuộc mười phương, không gian, ba đời, thời gian, không thuộc về đại địa, người, súc sinh, cây, đá, địa ngục, thiên đường, chỉ do một niệm vọng lập mà sinh khởi pháp hữu vi,
vạn sự vạn vật trong vũ trụ, như Kinh Lăng Nghiêm tả. Kinh này không pháp nào chẳng đủ, không căn cơ nào chẳng nhiếp, những vị nghiên cứu về triết học Phật giáo đều phải nên xem. Đức Thích Ca đáp câu hỏi của tôn giả Phú Lâu Na: tánh giác thanh tịnh bản nhiên, vì sao bỗng sinh ra núi sông đại địa? Tánh giác tất sáng, nhưng vọng thành ra có cái, minh, biết sáng. Giác không phải là cái bị biết, nhân biết mà lập ra cái bị biết. Cái bị biết do vọng lập, liền sinh ra cái vọng biết, chủ quan. Trong chỗ không đồng dị, bỗng thành có sai khác. Nhân dị mà lập đồng, đồng dị chia chẻ rõ ràng, nhân đây lại lập không đồng không dị. Cứ thế tạo đối đãi nhiễu loạn nhau, sinh ra mệt mỏi. Mệt mỏi lâu phát sinh trần cảnh, tự làm vẫn đục nhau. Từ đó sinh ra trần lao phiền não, thành ra thế giới. Cái tỉnh thành hư không, hư không là đồng, thế giới là dị. Cái không đồng dị thật ra chỉ là pháp hữu vi. Phật dạy Phú Lâu Na: tưởng và ái đồng kết, ái không thể lìa, nên cha mẹ con cháu trong thế gian sinh ra không dứt, đều do dục tham làm gốc. Tham và ái đồng tăng trưởng, không thể dừng, nên các loài thai, noãn, thấp, hóa trên thế gian, tùy sức mạnh yếu mà ăn nuốt lẫn nhau. Do lòng hiếu sát làm gốc, người ăn dê, dê chết làm người, người chết làm dê, như thế cho đến 10 loài sinh, chết chết sống sống, ăn nuốt lẫn nhau mà thành ác nghiệp, đến tận đời vị lai. Còn lỗi trộm cắp cũng do tham làm gốc. Anh thiếu mạng tôi trả nợ anh, do đó mà trải qua trăm nghìn kiếp. Thường ở trong sinh tử, anh ưa tâm tôi thích sắc anh, nên trải qua trăm nghìn kiếp vẫn còn ràng buộc. Đều do các lỗi căn bản là sát, trộm, dâm mà nghiệp quả tiếp nối nhau. Người theo duy tâm, đề xướng duy tâm luận, nhận lầm thức thần là chân tâm. Người theo duy vật chấp biên kiến về vật, đề xướng duy vật luận, rồi căn cứ theo duy vật mà đề xướng thuyết vô thần luận. Người theo duy thần cũng chấp biên kiến vọng sanh phân biệt, chẳng biết tâm là vật, vật tức thần, tâm vật thần đồng một lý thể. Có vật thì có tâm, có thần, không tâm thì không thần, không vật. Nhưng có đây chẳng phải như có không, mà là diệu hữu, chẳng phải có mà có. Không, đây chẳng phải là cái không của đoạn tuyệt, mà là cái không vi diệu, diệu vô, vượt lên trên có và không. Cái diệu hữu, diệu vô này cùng với lời nói vô sinh mà sinh, hữu sinh mà sinh, nghĩa của nó rất sâu, ngữ ngôn văn tự chẳng bàn đến được, là điều quan trọng của thiền môn. Duy tâm luận, duy vật luận, duy thần luận đều chẳng rõ nghĩa lý này, nên kích bác lẫn nhau. Sự thật thì họ đều đúng, mà cũng chẳng đúng. Chỉ cần nghiên cứu Phật học một phen, thì tự họ có thể vỡ hết tất cả tình chấp. Phật giáo đối với việc nghiên cứu bốn thể của vũ trụ, ngoại trừ những điều đã nói trên đây, đối với việc cấu tạo, thành hoại của thế giới, người, việc và mọi vấn đề khác, thì trong Kinh Lăng Nghiêm cùng các kinh luận đều có bàn luận thuyết minh rất rõ, phần nhiều phù hợp với những sáng kiến phát minh của khoa học, triết học sau này, bây giờ chưa thể chỉ rõ được. Bàn về giá trị nhân tánh thì hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền của các tôn giáo khác không thể bì kịp. Kinh điển hiện nay ở đâu cũng có, giáo pháp vi diệu tuyệt không nêu sự kỳ lạ lập dị nào để huyễn hoặc người. Mỗi hành động, mỗi lời nói đều y theo tam học giới định huệ, phải đích thân hành
mới đạt lợi ích thực. Sao gọi là giới định huệ? Giới là ngăn điều quấy, dứt điều ác. Định là sáu căn tiếp cảnh, tâm chẳng duyên theo. Huệ là tâm cảnh đều không, chiếu soi chẳng lầm. Ngăn ngừa được thân khẩu ý không tạo tội thì nước tâm tự lóng sáng. Nghĩa là nhờ giới sinh định, nước tâm lóng sáng thì có thể tự chiếu soi muôn vật. Như vậy là nhờ định sinh huệ. Nho gia cũng có câu: định rồi tỉnh, tỉnh thì an, an rồi tư duy, tư duy mới đạt. Nhưng nho gia, khoa học gia, triết gia thì dùng tâm phan duyên để suy gẫm về vạn vật vũ trụ, mà chẳng biết vũ trụ vạn vật cũng do tâm phan duyên tạo thành. Cái suy nghĩ và cái được nghĩ đều là tâm phan duyên. Dùng tâm phan duyên nghiên cứu chân lý thì giống hệt như người đang ngồi xếp bằng trên ghế mà muốn nhấc cái ghế lên là chuyện chẳng thể nào làm được. Về nhận thức, các triết gia đối với các vấn đề vẫn còn bàn cãi phân vân, chưa rút ra kết luận, chưa có ai đúng. Phật ly ngôn dứt nghĩ, đem trí giác chiếu soi vũ trụ, vạn sự vạn vật. Vì vậy, giống như bước xuống đất và nhấc chiếc ghế lên, cho nên tự tại như như. Phật giáo bao quát cả triết học, khoa học, tôn giáo. Nhật Bản chọn đạo Phật làm quốc giáo, thời gần đây rất hưng thịnh. Chư vị hiền nhân, duy tân của họ thâm thiền hành sự đắc lực. Việc này mọi người đều biết. Nếu chẳng vì đám quân Việt say mê vũ lực, ngược đạo, lấy giết hại làm công, cho xâm lược là tài, thì đâu chút phải thất bại. Có người cho Phật giáo là tiêu cực, mê tín, chẳng đủ sức làm quốc giáo, đó là vì họ chưa rõ lời Phật dạy. Sự thật thì Phật Pháp chẳng hề làm hoại thế gian, sao có thể nói là tiêu cực? Phật giáo hướng dẫn người lìa mê về giác, sao có thể gọi là mê tín được? Chữ Phật tiếng Phạn là Buddha, nghĩa là người giác ngộ. Vì đã tự giác ngộ nên giúp người giác ngộ. Do giác ngộ đạt được hạnh phúc viên mãn nên gọi là Phật. Bồ Tát tiếng Phạn là Bodhisattva, nghĩa là giác hữu tình. Loài hữu tình đã giác ngộ. Có hai loại: Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia. Bồ Tát là người phát đại tâm, đại nguyện, vì chúng sinh cầu đạo vô thượng, vừa tự tu vừa độ người. Sự tích cực và chánh tính của Bồ Tát e không ai hơn. Phật giáo dựa vào nghĩa triết và nhiếp, lập ra nhiều phương tiện. Triết là sao? Là chiết phục ác nhân. Xưa Thạch Lặc hỏi Ngài Phật Đồ Trừng về giới sát. Ngài dạy: ông là vua, không, vọng sát, giết bậy là đã giữ giới sát. Bởi vì hàng Bồ Tát tại gia có trách nhiệm dẹp ác để lợi sinh, dù phải thi hành án định tội, trừng phạt nặng, song lại sinh công đức. Nếu khởi ác ý giết hại người thì ai cũng biết là không nên, song vì thiện ý mà phải trừng trị người thì đây chính là hạng tay mắt kim cang, là hạng Bồ Tát tại gia có quyền lực lớn. Nhiếp là sao? Là nhiếp thọ thiện nhân. Phật và Bồ Tát vì lợi ích của chúng sinh nên chẳng nề gian khổ. Có bốn pháp nhiếp. 1. Bố thí nhiếp. Dùng bố thí nhiếp phục, tùy tâm nguyện chúng sinh mà bố thí tiền của, giáo pháp, khiến họ phát tâm kính ái, học đạo. 2. Ái ngữ nhiếp. Dùng lời thân thiện, hòa nhã, dịu dàng để an ủi, tùy theo căn tánh chúng sinh mà nhiếp phục, khiến họ sinh lòng kính ái, phát tâm học đạo. 3. Lợi hành nhiếp. Suy nghĩ, nói năng, hành động đều nhắm vào giúp ích chúng sinh, khiến họ sinh lòng kính ái, phát tâm học đạo. 4.
đồng sự nhiếp. Quán sát căn tánh chúng sanh, tùy sở thích của họ mà phân thân thị hiện, khiến cho các cộng sự với mình đều được lợi ích, sinh tâm kính ái, học đạo. Qua đây đủ thấy sự tích cực của Phật và Bồ Tát có ai bằng. Phương tiện là sao? Là xét căn khí của chúng sanh, đặt ra phương tiện khéo léo quá độ họ. Bốn pháp nhiếp trên đây cũng là pháp môn phương tiện. Trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Hóa Thành Dụ viết: thí như có con đường hiểm ác, không có cỏ nước, người đi qua gặp nhiều thú dữ nên rất sợ hãi. Song có vô số, nghìn vạn người phải đi qua con đường này. Đường lại quá dài, trải qua 500 do tuần. Bấy giờ có một người dẫn đường, trí huệ cao viễn, thấy mọi người mệt mỏi than: chúng tôi không đủ sức đi, chỉ muốn quay về. Người dẫn đường nghĩ thầm: những người này thật đáng thương, sao lại muốn quay lui để chịu mất kho trân bảo. Ông ta suy nghĩ và dùng thần lực hóa ra một thành phố lớn, nói: các bạn hãy vào thành này sẽ được tùy thích. Khi mọi người đã vào thành, ai cũng vui vẻ. Người dẫn đường nói: đây chỉ là quá thành, vì thấy các bạn mệt quá, giữa đường muốn thối lui, nên tôi tạm quá ra thành phố này. Bây giờ các bạn phải cố gắng đi đến chỗ chứa đồ quý. Xem qua đoạn kinh trên, đủ biết thâm ý của Đức Thích Tôn đã chia thời mà lập giáo, quyền lập phương tiện. Cho nên, đối với hàng căn cơ tối thượng, Ngài dạy thiền. Đối với hàng căn bậc thượng, Ngài dạy giáo. Đối với người hay phân tích thì dạy duy thức. Đối với tầng lớp phổ thông thì dạy tịnh độ. Ngài tạm đặt ra đại thừa, tiểu thừa, chẳng kể tại gia hay xuất gia, đều tùy căn cơ mà hóa độ, khiến tất cả chúng sanh đều được lợi. Ngày nay, người theo thuyết vô thần thấy Phật tử ở trước tượng quỳ lại trì niệm danh hiệu Phật thì cho là mê tín. Họ chẳng hiểu việc quỳ lại cùng đối với bậc trưởng thượng, tỏ lòng cung kính, đâu khác gì nhau. Niệm Phật đối với việc tu tâm rất có ích. Vả lại, trì danh niệm Phật chẳng qua là một phương tiện đơn giản để độ kẻ sơ cơ. Còn có các pháp môn quán tưởng niệm Phật, thật tướng niệm Phật, vân vân. Pháp môn tịnh độ có nhiều ích lợi, diệu dụng vô cùng. Chỉ tại người không hiểu, nào phải mê tín. Có người bảo Cơ Đốc giáo cũng thoát thai từ kinh A Di Đà của tông tịnh độ. Họ lý luận: thử nhìn xem, Đức Giêsu thân đắp y cùng Phật đâu khác nhau? Trong kinh A Di Đà nói thế giới Tây phương cực lạc, thì bên Chúa Giêsu cũng nói thiên đàng. Nếu sinh về tịnh độ chia thành chính phẩm thì sách Lý Lâm Thiên Thần Phổ cũng chia thiên thần làm chính hạng. Kinh A Di Đà nói chẳng thấy nhờ chút căn lành, phước đức nhân duyên mà được sinh về cực lạc. Chúa cũng vậy: nếu con chẳng lập công đức tại nhân gian, Thượng Đế chẳng cho con vào nước Chúa. Theo Tịnh Độ Tông, sáu thời phải niệm danh hiệu Phật, cầu Phật tiếp dẫn, thì đạo gia Tô cũng bắt sáng chiều cầu nguyện Thượng Đế thương mà cứu giúp cho. Phật có pháp quán đảnh thì gia Tô cũng có nghi thức rửa tội. Họ nói rằng xem giáo nghĩa của đạo gia Tô cùng tông tịnh độ thấy giống nhau, rằng Chúa Giêsu sinh trễ sau Phật hơn nghìn năm, tức là đã từng nhận sự giáo hóa của Phật, đã được truyền cho kinh A Di Đà, rồi trở về căn cứ theo đó mà sáng lập tôn giáo. Giả lại, Chúa đã từng ẩn tích 3 năm, chắc là đi Ấn Độ tham học. Việc này dù không căn cứ, nhưng dấu vết thì cũng tựa như tơ nhện hay vết chân ngựa, có vẻ chẳng dối lầm, vân vân. Dường như không còn nghi ngờ gì nữa. Những luận thuyết này chẳng phải là quay vào vách mà đặt bày hư cấu,
chẳng qua là nhìn sơ thì thấy gia tô giáo có giống với pháp trì danh niệm Phật của tông Tịnh Độ, nhưng sự thật rất khác xa. Đạo gia tô chủ trương tha lực, nói rõ về Chúa mà chẳng nói rõ về cái gì tạo ra Chúa. Còn pháp trì danh niệm Phật thì trọng tha lực, lực tác tương ứng. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, chương Đại Thế Chí Viên Thông nói: Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con chạy trốn thì mẹ dù nhớ cũng chẳng biết làm sao. Còn nếu nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì mẹ con trải qua nhiều đời chẳng cách xa nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền hoặc mai sau, chắc chắn được thấy Phật, cách Phật chẳng xa, chẳng cần phương tiện, tự mở mang tâm địa. Ngài Thế Chí trình với Phật: Nhân tu của con do niệm Phật mà nhập vô sinh nhẫn, nay ở cõi này giúp người niệm Phật trở về tịnh độ. Có nhân có quả nên lý sự vô ngại. Vả lại, gia tô giáo nói vĩnh sinh, tịnh độ tông thì nói vãng sinh tịnh độ, thấy Phật, nghe Pháp, ngộ vô sinh nhẫn. Cái sinh của vĩnh sinh do diệt mà hiển bày cái sinh. Có sinh đối đãi thì sẽ có lúc diệt. Còn sinh của vô sinh là vốn tự vô sinh nên không có diệt. Do đó mới gọi là vô lượng thọ. Dịch nghĩa chữ A-di-đà vậy. Hạnh nguyện của Bồ-Tát là cầu đạo vô thượng, chẳng phải là sau khi xuất gia mới thực hành, mà ngay khi còn tại gia cũng có thể thực hiện. Chẳng qua hàng xuất gia từ biệt vua chúa, lìa thân thuộc, xả bỏ gia đình, ý muốn thoát ly sự ràng buộc của tình dục, xả bỏ tình riêng để phát triển tình đại đồng bao la của Phật, xả bỏ yêu thích riêng, phát quy lòng bác ái vĩ đại, lấy chuyện độ tất cả chúng sinh làm trung, thờ tất cả chúng sanh làm hiếu. Đây là nghĩa đại đồng. Tiên sinh Tôn Trung Sơn đã từng nói: Phật giáo là đạo cứu thế, Phật học là mẹ của triết học, tôn giáo là một động lực tự nhiên rất hùng mạnh để đào tạo và duy trì dân tộc. Nhân dân chẳng thể không có tư tưởng tôn giáo. Nghiên cứu Phật giáo sẽ thấy có những điều giúp ích, bổ túc cho những thiên lệch của khoa học. Này, ông cũng cho rằng sự du nhập của Phật giáo vào Trung Quốc giúp ích nhiều cho tư tưởng học thuật Trung Quốc, nên mới nói Phật giáo là tôn giáo lớn duy nhất truyền khắp quốc tế có xu hướng tiến đến đại đồng vào thời nay. Không phải là lời hồ đồ đâu. Vả lại, ngày nay tự do tín ngưỡng chẳng thể bắt người ta mê tín, chỉ nên giúp người vui lòng mến phục mà sinh chánh tín. Bởi vì bỏ Phật giáo thì dân chúng biết quy hướng vào đâu?